Có một bạn hỏi chết đi về đâu nè. Giữa chết đi về đâu và ngủ dậy, sáng dậy chúng ta đi về đâu rất giống nhau. Giống nhau vô cùng. Nhưng cái chết đi về đâu thì chúng ta không đo lường được, vì tôi chưa chết thử, không trả lời các bạn được. Nhưng ngủ dậy sáng hôm sau đi về đâu thì tôi biết. Thì tôi biết là do những thói quen suy nghĩ của mình trong những ngày tháng trước nó lặp đi lặp lại, mà ngày hôm sau nó sẽ có xu hướng lặp lại những năm tháng đấy. Ví dụ tôi có một cái xu hướng làm một cái công việc rất tốt, thì ngày hôm đó tôi ngủ, sáng sau tôi dậy tôi cũng biết là tôi sẽ làm những việc đấy. Tôi có một cái xu hướng là tôi nghiện thuốc 3 năm rồi, thì tôi ngủ một giấc dài tôi tỉnh dậy tôi vẫn có thói quen nghiện thuốc trở lại. Vậy các bạn chết đi về đâu cũng thế. 70 năm cuộc đời các bạn lặp đi lặp lại những gì, suy nghĩ gì, lời nói gì và hành vi gì. Khi chết đi các bạn đi về đâu, nó đi về cái cõi giới nào, nó lặp lại được những cái thứ đấy. Ví dụ suy nghĩ của các bạn xấu ác, nó sẽ sinh ra cái cõi giới xấu ác, nó tương ứng với cái suy nghĩ đấy. Hành vi của mình xấu ác, nó sẽ sinh vào cái cõi giới. Có nhiều thằng nó cũng xấu ác giống như mình, thế là suốt ngày mình với nó cạnh tranh đấm đá lẫn nhau. Người ta gọi là cõi đó rất khổ, khổ đến cùng cực thì người ta gọi là địa ngục. Cạnh tranh đói, mệt mỏi, đói khát đến cùng cực, người ta gọi là ngạ quỷ. Thế thôi. Giận dữ đến cùng cực mà phước rất nhiều, người ta gọi là Atula. Còn cái đám loài người mình là lai giữa con và người. Tốt có một ít mà thú có một ít, nó trộn lại. Thế là thành con người mình. Còn tâm của các bạn hướng thiện, được phong là thánh nhân ngay trong đời này, được mọi người tôn trọng ngay cái đời này vì cuộc sống rất thanh cao và thánh thiện, đời sau sinh ra trong những cõi giới xứng đáng với bậc thánh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn cứ suy nghĩ giấc ngủ thôi, lặp đi lặp lại thôi, chứ mình đừng suy nghĩ cao siêu vậy nha. Lưu ý suy luận nhân quả không quá khó như chúng ta nghĩ. Nếu mà suy nghĩ hàng nghìn đời thì khó, nhưng lập luận theo cái kiểu như tôi vừa chia sẻ với các anh chị nó không quá khó đâu. Vì nguyên tắc nó giống nhau. Nguyên tắc của 70 năm hay 70 đời là giống nhau. Nhà đấy chết đi về đâu. Như vậy chốt lại là gì? Sống trong 70 năm này, nếu mà sống với những cái nền tảng bên trong nó đủ mạnh, thì cuộc đời của chúng ta tâm của nó thiện lành, thanh cao, thì chắc chắn chúng ta chết đi vào cái cõi thiện lành và thanh cao, thì hạnh phúc nó đến rất là dễ. Tự nhiên nó được hạnh phúc sẵn. Mà chúng ta sống thiện lành thanh cao ngay trong cuộc đời này, hạnh phúc nó đến chưa? Nó đến ngay trong đời này rồi, chứ chờ gì đến chết rồi mới hạnh phúc nha. Đó, các bạn về áp dụng thử sống có đạo đức. Thay vì đi ngang anh công an tát một cái, thì bây giờ đi ngang anh công an mua cho một ly cà phê take away tặng anh công an. Anh ở ngã tư gần nhà em bao nhiêu năm em chưa bao giờ tặng anh, mà anh lại canh ngã tư cho em. Để em đi an toàn nên em gửi anh một ly cà phê. Chúc anh có một ngày làm việc vui vẻ, xong nở một nụ cười thật tươi. Đấy là một hành vi đạo đức tặng. Các bạn duy trì cho tôi đúng 3 tháng 90 ly thôi, không cần nhiều. Đâu nhiêu tiền đâu. 90 ly mất triệu bạc, đúng không? Một ly 12 nghìn nó mất triệu, triệu 2 bạc. Rồi, sau đúng 90 ngày tự nhiên các bạn đi ra gặp, tìm anh công an, tìm mỏi mắt không thấy đâu. Một lúc sau anh cũng từ đó anh bước ra nhưng mặc thường phục. Hỏi tại sao ngày hôm nay anh mặc thường phục? Tôi chuyển nghề rồi. Đấy các bạn, chúc mừng thành công rồi đấy. Tức là họ thấy gì? Họ thấy rất nhiều người tốt. Sống phải sao cho nó tốt. Gì nữa? Các bạn cảm hóa được một người sau 90 ngày thì còn gì nữa? Làm sao mà các bạn thấy đi đâu cũng không có công an mà vẫn an ninh? Thì ngành an ninh là số 1. Các bạn muốn kiểm chứng một nước an ninh hay không? Là nước đó không có trộm cắp, không có cướp giật mà lại chẳng thấy công an bao giờ. Đấy mới là nước an ninh. Còn công an phải nhan nhản mới an ninh thì coi chừng nước đó thiếu an ninh. Tương tự như vậy ngành y cũng thế. Bệnh viện nhan nhản mà bệnh vẫn rất nhiều, vậy là ngành y tế không làm tròn trách nhiệm. Chứ không phải cứ cái gì nhiều là tốt đâu. Bệnh viện phải cực ít mà vẫn không có người bệnh thì ngành y tế làm tròn trách nhiệm. Xem còn câu hỏi nào hay hay trả lời.
làm gì khi bế tắc cuộc đời vô nghĩa? Đây, làm gì? Các bạn làm một trong ba cái yếu tố này. Nhưng khi cuộc đời bế tắc vô nghĩa thì yếu tố đầu tiên là các bạn phải về với Tam Bảo. Nha, yếu tố đầu tiên là các bạn phải về. Thấy bế tắc cuộc đời vô nghĩa, việc đầu tiên là phải đấy. Tam Bảo, để tôi lấy cái slide của Tam Bảo ra. Các bạn biết tại sao chúng ta thấy bế tắc của cuộc đời vô nghĩa không? Vì cái phần bên trong chính mình nó mạnh hay nó yếu? Nó yếu. Phần bên trong mà nó yếu thì nó bế tắc, nó chán nản. Thì chúng ta biết phần bên trong yếu thì mình phải học, mình phải rèn để cho nó mạnh lên. Vậy chúng ta phải đi học, đi rèn. Thì có ba cái yếu tố chúng ta học và rèn được tốt nhất. Đó là thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt. Sách phải đọc sách hay, sách tinh hoa. Bạn phải chơi bạn tốt, thầy phải thầy hiền trí, thầy vừa có đạo đức và vừa có trí tuệ. Thì các bạn cứ lọt vào cái môi trường đó, đúng 6 tháng sau là hết có ý nghĩa, hết có cái ý định tự tử, hết cái chán đời liền, tự nhiên nó vui trở lại nha. Và con tim sẽ vui trở lại, chứ không phải là sắm một cô bồ mới nha. Sắm một cô bồ mới, một ngày cô đá đít mình lại muốn tự tử lần hai, phiền lắm. Rồi, thay đổi người khác. Giá trị cuộc đời là thay đổi chính mình. Mình hãy thay đổi chính mình bằng những giá trị bên trong sâu sắc và mạnh mẽ hơn thì cuộc đời mình thay đổi. Cuộc đời mình thay đổi, mình làm một gương cho người khác nhìn vào thì lúc này mới thay đổi người khác. Chứ đừng học về để thay đổi người khác vội, hãy học về để thay đổi chính mình. Nha, rồi. Làm sao để quân bình cuộc sống, sống an nhiên tự tại, hạnh phúc bình an. Đấy. Sống an nhiên tự tại, hạnh phúc bình an là có ba cái đó thôi. Nha, khi các bạn có được ba yếu tố này thì tự động an nhiên tự tại bình an. Nhờ có nghị lực mà bản lĩnh hơn người, thị phi mọi dư luận xã hội không sợ. Nhờ có trí tuệ mà chúng ta có cái tầm nhìn đúng đắn, có sự hiểu biết đúng đắn, chọn lựa đúng đắn trong cuộc đời. Nhờ có đạo đức mà đi đâu cũng có bạn, đi đâu cũng có người thân. Vô đạo đức đi đâu cũng sinh ra kẻ thù, nó mệt lắm. Thì tự động các bạn sống bình an. Nha. Rồi ba yếu tố này nó nằm bên trong mình hay bên ngoài mình? Đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó nằm bên trong hay bên ngoài? Nó là yếu tố bên trong. Vậy bên trong của mình mạnh thì mình có dễ bình an không? Bên trong yếu nó mới bất an, bên trong mình mạnh thì tự nhiên nó bình an. Nha. Có bình an thì có hạnh phúc nha. Rồi. Thôi được rồi, mấy cái câu này thực chất là cái bài ngày hôm nay nó giải hết rồi, cần gì nữa. Giọng nói trong đầu. Các bạn hỏi về giọng nói trong đầu. Giọng nói trong đầu đi học thiền sẽ hết. Đi học thiền nó có hai cái cách để điều trị giọng nói trong đầu. Một là mình đi học thiền để mình hiểu nó và mình quản lý được nó. Không khó đâu, thiền chánh niệm nó quản lý được giọng nói trong đầu. Hai là chúng ta đi biên hòa nó chích cho mấy mũi, thế là mình đơ ra. Mình đơ dây thần kinh ra, thế là cái giọng nói trong đầu cũng không hoạt động được nữa. Thế là hai cách. Còn người bình thường đầy giọng nói trong đầu phải chấp nhận vậy thôi. Nhá. Thôi thế thôi được rồi, còn mấy câu hỏi kia tương tự nha. Còn câu hỏi nào nữa không anh chị ơi? Còn anh chị nào muốn hỏi thêm câu gì nữa không ạ? Nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì thay vì chúng ta đi ta hỏi hay ta nghi vấn gì đó thì chúng ta đi xây dựng ba yếu tố bên trong ha. Thì nếu mà anh chị thật sự mà tâm huyết để xây dựng cái yếu tố nội lực cho mình bên trong để mình